Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube MU Hà Nội xưa và nay. Ngày hôm nay thì mình có thời gian để giới thiệu tới anh em trên kênh đam mê MU Hà Nội, đặc biệt là những anh em đam mê hệ phái DK, một trong những cái nhân vật DK cũng có cái bảng xếp hạng top trên cái bảng xếp hạng toàn server của hệ phái. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một nhân vật ở đây với tên account là Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ ở trong thế giới võ lâm thì sẽ làm rất là nhiều chị em dụng chứng, còn Trương Vô Kỵ ở trong thế giới MU thì sẽ làm rất nhiều người phải nằm sấp. Và ngày hôm nay thì xin mời anh em cùng tham khảo về cái giá trị của account này cũng như những trang bị mà được chủ ác đầu tư vào cái nhân vật này. Chủ ác của Trương Vô Kỵ ngày hôm nay là một bạn trẻ đến từ Yên Bái, và bạn này thì là một trong những fan của MU Hà Nội từ rất là lâu rồi. Bạn rất là tâm huyết đối với tất cả những gì liên quan tới game MU, và cái hệ phái yêu thích của bạn luôn là DK. Và ngày hôm nay thì nhận được account trên tay thì mình cũng sẽ làm một cái video để lưu trữ lại những kỷ niệm cho một người rất là đam mê về cái nhân vật mà mình đang sở hữu cũng như còn đang lưu luyến, và tất cả những trang bị mà bạn đã đầu tư trên cái account này. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta đi mổ xẻ cũng như phân tích một account tâm huyết của những game thủ là chúng ta sẽ xem cái chỉ số sức mạnh trên bảng xếp hạng cũng như cái tổng số point để chúng ta cùng, và sau đó mình cũng sẽ báo giá ươm ướm để anh em có thể tham khảo được cái giá trị của những cái account này. Ok, soi trên bảng xếp hạng thì soi trên bảng xếp hạng tổng ấy, bảng xếp hạng tổng của toàn server thì DK Trương Vô Kỵ sẽ nằm ở vị trí thứ 37, vị trí thứ 37, và với hệ phái DK nói chung thì sẽ nằm ở vị trí thứ 8. Và chúng ta sẽ có cái chỉ số của nhân vật DK ngày hôm nay là hiện tại thì đang reset là 1107 lần, point dư là 90.510 điểm, point master là 1011 đó. Và cái nhân vật này thì cũng như bạn Tùng Lâm có chia sẻ với mình thì sẽ có một món đồ theo arc, và bây giờ mình sẽ show cho anh em cái món đồ theo arc đó và cái giá trị của cái cặp xác này khi mà bạn là có chuyển nhượng sang tên về. Thì cái món đồ theo arc ngày hôm nay mà chúng ta có ở đây chính là chỉ nhận hậu thư. Nhận hậu thư này thì Tùng Lâm Yên Bái đã phải mất 2.000 điểm skin dư, 2.000 điểm master để có thể đổi ra một chiếc nhẫn hậu thư siêu socket này. Và hiện tại thì bạn ấy đang cày lại nhân vật này với cái mức điểm là 1.101 à, vừa rồi mình có nhìn đấy. Thì khoảng khi nào nó mắc 2.000 điểm nữa thì bạn sẽ đổi được một cái nhẫn hậu thư nữa để cho cái nhân vật này nó toàn diện hơn với 10 viên lửa. Hiện tại thì chúng ta đang có một chiếc nhẫn hậu thư theo arc với 5 viên lửa thôi. Và cái cặp xác Trương Vô Kỵ với hơn 90.000 cặp dư và cái chiếc nhẫn hậu thư này thì nó sẽ có cái mức giá là 65 triệu trên cái thị trường chuyển nhượng game hiện tại. Đó, nhẫn hậu thư theo arc và cặp xác không cả vợ trở chồng là 65 triệu anh em nhé, mức giá hiện tại của nhân vật này. Đó, một trong những cái nhân vật DK PK rất là toàn diện. Các anh em có thể thấy là về DK thì chỉ số máu thì nó quá khủng khiếp rồi, chỉ số máu quá khủng khiếp. Ở đây chúng ta lên tới 1.233.799 máu. Đó, chọc thì cũng khá là lâu. Và bây giờ thì xin mời anh em cùng đi tham khảo tiếp những cái trang bị được trang bị trên cái nhân vật này. Cái trang bị tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu tới anh em đó là chiếc cánh 4 của DK. Chiếc cánh này thì như chia sẻ của chủ account thì là chiếc cánh cộng 15 như anh em nhìn thấy đây. Và cái hệ phái DK thì không cần thiết phải cánh full như chia sẻ của chủ nhân account, thì chỉ cần với những cái dòng như là dòng tăng HP tự động và phục hồi hoàn toàn là được. Và cái cánh này nó cũng sẽ có một cái giá mềm mại hơn cái cánh những cái cánh full rất là nhiều. Cánh này mức giá là 4 triệu các bác nhá, 4 triệu trên cái thị trường hiện tại, chiếc cánh thế hệ thứ tư này. Và cũng như đã chia sẻ với các bác, cái cánh thế hệ thứ tư trên DK là cánh rồng, và những cái dòng huyết đang chảy trên cái hiệu ứng của cánh rất là đẹp, anh em có thể nhìn thấy đó. Và cánh này có chỉ số rất là mạnh hơn cánh siêu cánh ba rất là nhiều nhá. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng tham khảo về cái khiên vinh quang cộng 15. Khiên này thì thiếu một dòng nữa là full, và khiên này nếu mà anh em chơi game trong game cũng biết là rất là hiếm đây này. Các bác sẽ nhìn thấy rất nhiều những khiên vinh quang cộng 15 nhưng mà hàng socket, còn cái hàng full như này thì thực sự hiếm luôn.
Và cái con khiên này thì thiếu mất một dòng nữa thì nó sẽ thành một cái khiên hoàn hảo. Và chắc sắp tới đấy chủ Akao cũng sẽ dung hợp thêm một cái dòng dòng cuối, hình như là một cái dòng tăng lượng gen rớt ra thì phải. Đấy là cái dòng mình nhớ không nhầm, tăng lượng gen rớt ra. Đây chúng ta cũng soi ra cái đồ này bên này này. Đúng rồi, dòng cuối cùng là tăng lượng gen rớt ra là 30%. Đó. Ở khiên vinh quang này thì nó sẽ có mức giá là 2,5 triệu. Khiên vinh quang full. Còn khiên vinh quang socket K5 thì rất là nhiều trên thị trường, thì tương đối nhiều đấy. Còn cái khiên này với là khiên hiếm này anh em này. Đó. Và làm cách nào để nên dòng full thì chỉ có cách là dung hợp thôi. Dung hợp hay là gì gì đó mình nhớ không nhầm, cái đây trên quản lý account cũng sẽ có cái thông tin đấy. Đó. Ok, cái món đồ tiếp theo mà chúng ta cùng tham khảo đó là chiếc Thiên Phong kiếm cộng 15. Đây là chiếc Thiên Phong kiếm K5 với 5 dòng khảm socket, bao gồm hai viên nửa, một viên set và một viên hai viên set và một viên băng. Hai viên nửa này thì sẽ có dòng socket 1 là lửa này. Dòng socket thứ tư cũng là lửa. Con kiếm này cũng rất là mạnh đây. Con kiếm này thì ưu điểm của nó nữa là nó còn có thêm một cái dòng dòng X socket, đó là dòng gia tăng sức tấn công cấp độ 20+1. Các bác nhìn phía trên ấy, bên dưới cái dòng orb ấy. Đấy thì cái kiếm này lại có sẽ giá trị hơn những cái đồ mà nó không có cái dòng đấy rất là nhiều. Và cái thiên phong kiếm này sẽ có cái mức giá là, để mình xem nào. Cái thiên phong kiếm này sẽ có mức giá là 1,7 triệu. 1,7 triệu chúng ta quy ra bạc thì đâu đó khoảng mấy chục ta bạc đấy. 1,7 triệu kiếm này. Nói chung là để mà với một cái mức chi phí đầu tư khoảng 65 triệu cho cặp xác thì cái đồ đạc chúng ta đầu tư đến cái mức như này cũng được. Hoặc là nếu mà mai này thì chủ Akao có điều kiện hơn thì em có thể sắm thêm cho mình một cái kiếm thánh thần. Kiếm thánh thần ở hiện tại trên thị trường thì sẽ có 3 loại. Và thánh thần full này, thánh thần socket và thánh thần siêu socket. Thì theo mình góp ý cho chủ Akao sẽ sắm cho mình một cái kiếm thánh thần socket để cho nó toàn diện nhất. Còn kiếm thánh thần full ấy là cái đam nhỏ nhất, sau đó đến socket và siêu socket. Siêu socket thì cái giá nó quá cao rồi, 70 triệu nhưng mà cả server chỉ có 2 chiếc thôi. Và DK top thì thường sẽ ôm những cái chiếc kiếm đấy chứ họ sẽ không nhả ra đâu. Vì thế là chúng ta sẽ tìm mua một chiếc kiếm siêu socket của thánh thần để cho nó toàn diện hơn. Ok, cái thiên phong kiếm ngày hôm nay của chúng ta ở đây mức giá là 1,7 triệu. Cũng rất là ngon. Nói chung là cái thời điểm mà mình mới bắt đầu quay lại MU thì đây là một trong những cái món đồ mình rất là ao ước này. Cực đẹp luôn. DK thì là một hệ phái DK rất là toàn diện, đa năng, châu trì đó. Rồi, trang bị tiếp theo chúng ta cùng tham khảo đến là bộ set trang bị đang mặc trên người của nhân vật đây. Chúng ta sẽ có một bộ thánh thần full 3 mắc. Và như đã chia sẻ với anh em thì tất cả các loại thánh thần full 3 mắc trên server chỉ có một bộ của một hệ thôi. Ví dụ như là hôm qua mình có làm video về Madara, top 1 level thuộc tính đang sở hữu trang bị thánh thần full 3 mắc của Darklock. Thì ngày hôm nay thì nhân vật Trương Vô Kỵ của chúng ta đã đang sở hữu bộ thánh thần full 3 mắc của hệ phái DK. Bộ thánh thần full 3 mắc này của chúng ta thì sẽ có mức giá là 35 triệu anh em nhé. Mức giá 35 triệu trên thị trường chuyển nhượng. Đó. Và bộ này thì thủ thì khủng khiếp rồi, đồ full mà lại đồ thánh thần nữa thì thủ thì khủng khiếp. Anh em có thể thấy là sẽ có một dòng đặc biệt, đó là dòng tăng phòng thủ vật lý, phép thuật thuộc tính, dòng vàng đấy ạ. Còn tất cả các dòng là full 3 mắc rồi, tại vì đồ này fan làm ra nên là không có lý do gì mà thiếu một cái dòng chỉ số nào cả. 35 triệu cho một cái bộ quần áo này và cả server chỉ có một bộ thôi. Năm 2019 đấu giá bộ này, còn năm 2020 là không cho bộ này nữa, chỉ cho bộ socket thôi. Như trước đây cái nhân vật NB Negan mà mình có nhân vật NB Negan mà mình có review tới anh em ấy thì hiện tại nhân vật đấy đang sở hữu bộ thánh thần socket K5. Socket K5 thì nó lại không khỏe bằng bộ này đâu anh em nhá. Đó, nó lại rất trái ngược. Ví dụ như là chúng ta sẽ có trang bị thánh thần vũ khí ạ, full thì lại yếu hơn K5, còn đối với quần áo thì quần áo full lại khỏe hơn quần áo K5, nó lại ngược lại như thế. Đó, với cái bộ thánh thần full 3 mắc này, chủ account em Tùng Lâm Yên Bái đã phải bỏ ra tới 35 triệu để có thể chuyển nhượng và úp lên cái nhân vật yêu thích của mình, Trương Vô Kỵ. Một cái tên rất là hay và hàng độc đây. Cái tên này rất là hàng độc đây. Rồi, cái món trang bị tiếp theo mà chúng ta cùng tham khảo ở trên nhân vật này, đó chính là chiếc
chiếc pen, một trong những cái món đồ rất là giá trị trong game, pen thủ ba nước. Pen thủ ba nước thì thời điểm hiện tại thì đã lên tới mức giá là 45 triệu rồi. 45 triệu thì theo mình nghĩ những cái pen này mà 45 triệu mà đăng lên diễn đàn hoặc chợ thì sẽ có người mua luôn. Và cái pen thủ ba nước này như mình đã chia sẻ với anh em là pen thủ ba nước nhưng phải có dòng phòng thủ khiên anh em nhé. Còn nếu mà không có dòng phòng thủ khiên ấy, thì cái giá trị nó lại khác. Đó, phải pen thủ ba nước phòng thủ khiên, anh em hay viết tắt là PTK đấy, đấy. 45 triệu. Và đến đây thì mình sẽ nói thêm tản mạn thêm một chút về cái cách thức mà anh em hay giao dịch ở trong game ấy. Thì bây giờ nếu mà anh em nào mới quay lại game thì sẽ rất là bỡ ngỡ, sẽ không còn những cái cảnh chúng ta ở đứng ở Norencia hoặc Norencia Market hoặc là Davias, Noria hoặc là Takan để tra re đồ ấy, chết đồ ấy, có nghĩa là giao dịch ấy. Thì các bác sẽ không thấy những cảnh đấy đâu. Bây giờ mọi người đa số là đứng ở Acheron với cả những cái map map cuối, nhưng mà đa số là mọi người bán ngọc thôi. Bán ngọc thôi chứ không có giao dịch đồ. Còn anh em muốn mua đồ thì anh em thứ nhất là anh em phải vào cái trang quản lý account này. Anh em có thể vào phần chợ này, chợ đồ này. Đó, anh em vào ấn về mua đồ VIP này, full socket 6 giờ lên này. Thì tất cả những cái đồ đạc được sẽ được giao dịch ở trên này. Đây ví dụ như là chiếc gậy này. Đây. Mình sẽ đây ví dụ bộ thánh thần này. Đây chúng ta có một bộ thánh thần của hệ gì đây? Bấm vào đây. Đây. Bộ này là bộ thánh thần của hệ bộ này bộ ngân thánh chứ, mình nhầm, ngân thánh của hệ thương thủ đang được bán với mức giá là 42.420 bạc. Thì chúng ta quy ra tiền thì bạc bây giờ tỷ giá đang là khoảng 75. 1.000 bạc là 75.000, 10.000 bạc là 750. 750 mà đây chúng ta mất phải tới 42.000 thì các bác có thể nhân lên luôn và có thể nạp bạc để mua trực tiếp trên này. Đồ đạc bây giờ thì sẽ quản lý trên web hết. Các bác có thể bỏ vào hòm đồ và vào website đăng nhập vào để đăng tải để bán chứ không kiểu giao dịch trong game như ngày xưa nữa đâu anh em nhá. Không kiểu giao dịch ở trong game đâu, tại vì là dụ như những cái đồ này này, những cái đồ này là đồ đã có gia cường, cái dòng tăng mức giảm sát thương cộng 9 thì không thể giao dịch được. Các bác không thể bỏ vào hòm đồ giao dịch được. Và đặc biệt là tất cả những món đồ anh em có thể để ý là mẫu bây giờ tất cả các món đồ bên cạnh đều có cái hình ô khóa này, cái hình ô khóa bên cạnh này. Cái ô khóa bên cạnh này. Và ở chúng ta sẽ có cái dòng ở trên món đồ sẽ viết có một cái dòng thông tin là món đồ đã được bảo vệ, đây là món đồ đã được mua bảo hiểm. Có nghĩa là các bác sẽ không thể ăn trộm hay gỡ được cái món đồ này ra đâu. Ví dụ như nhiều bác chơi game MOBA Hà Nội ngày xưa thì hay có cái trò đá pát để chúng ta có thể trộm đồ nhau. Ví dụ như đá hình phát là anh em vừa về ăn cơm phát động ra phát là account trắng luôn. Nhưng mà trên cái hệ thống quản lý của fan bây giờ thì không có cái chuyện đấy xảy ra. Không thể có, ví dụ bây giờ mọi người muốn bỏ cái bảo vệ món đồ, bỏ cái ổ khóa này đi ấy, thì bắt buộc phải có mã ưu tiên gửi về cái số điện thoại chính chủ, gửi về số điện thoại đăng ký thì các bác mới bỏ được IP. Tuy nhiên nếu mà các bác ăn trộm được, các bác cũng đã có, ví dụ như là mình có một người bạn thân đi, người ta lấy điện thoại của mình, người ta lấy mã ưu tiên để hủy hết cái bảo hiểm món đồ này và chuyển sang account của bên của bạn ấy. Tuy nhiên khi mà mình là chủ ác vào mà mình phát hiện thấy đồ mất nhưng mình không phải là người, mình không có bán, mình sẽ báo với admin và admin sẽ tịch thu món đồ đấy về và cho thành phân loại thành món đồ nhóm 3 và trả lại đồ cho mình, khóa lại account kia, trả lại đồ cho mình và cái bộ đồ này sẽ là thành món đồ không giao dịch được. Đấy, nói chung là đồ thì không mất được nhưng mà cái đồ này sẽ là theo ác vĩnh viễn, là món đồ nhóm 3. Thì cái đấy là cái thuật ngữ cũng như là chia sẻ thêm với anh em về cái cách thức mua đồ bây giờ. Tại vì là mọi người vào game bây giờ lại bảo không thấy giao dịch bán đồ thì nó không đông vui như cái đấy, nhưng không phải đâu. Bây giờ thì fan admin đã làm cái hệ thống giao dịch đồ cũng như chợ ở trên này hết rồi. Chúng ta ví dụ như đây là bộ rồng xanh này. Bộ rồng xanh thì bây giờ tương đối rẻ. Đấy, bộ rồng xanh. Rồng xanh 3 mắc này. Bây giờ Việt hóa là mũ phượng hoàng bao gồm 5 món đồ. Giá mới có 14.645 bạc thôi. Bộ này chắc thì rẻ đâu. Khoảng hơn 2 triệu thì phải. Đó. Tất cả các đồ thì có thể giao dịch đều trên này hết rồi. Chúng ta không phải mất công vào cái chợ hoặc là về Norencia hoặc Norencia Market để đứng để có thể tìm người giao dịch như ngày xưa đâu. Đó, đây là Flaming này. Ngày xưa chúng ta gọi bộ này là Flaming nhưng bây giờ là Thần Long. Đó. Về cái đồ đạc rơi trong game nó như thế. Rồi, cái vòng đeo Emerald này với mức giá là 45 triệu. Một trong những cái pen thủ rất là giá trị ở trong game đó.
Và ở dưới hầm đồ thì chúng ta sẽ có thêm một món đồ nữa, chính là cái cánh cánh 2,5, cánh thiên cơ. Design thì không được đẹp cho lắm, trông không hợp hầm hố cho lắm, nhưng mà đây là thấy nghe nói chủ ác chia sẻ đây là một con hàng hiếm, cũng là hàng hiếm hiếm đấy, tại vì là cánh cánh 2,5 thì chỉ số về PK cũng thủ nó không được cao, nhưng mà ép lên được tới mức cộng 15 cũng như là có 4 dòng như này thì cũng là một con hàng hiếm để chủ ác trang trí ác thôi, chứ còn nếu mà PK thì chúng ta phải chơi cái loại cánh thế hệ thứ tư này nó mới là đẳng cấp, với tạo được sự khác biệt đó. Ok, và hiện tại thì nhân vật đang đeo Mỹ Nhân Ngư và sẽ có song song cả rồng chiến luôn, sẽ có song song cả rồng chiến luôn, chắc chắn rồi, một nhân vật PK toàn diện thì sẽ phải có hai món đồ đó. Đây anh em có thể thấy như mình vừa bảo đây, ở trên này thì mọi người giao dịch đồ rất là đông, rất là đông, và đa số là bán ngọc thôi, chứ không 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 có không có giao dịch những cái đồ full, món đồ full đâu. Đó, đây chúng ta đang có hai nhân vật rất là khủng của server đây, dân chơi NB này, anh em có thể nhìn thấy này, chúa tể dân chơi NB đang đứng ở đây này, và một nhân vật nữa cũng rất là khét tiếng, đó là Just đang đứng ở map Acheron này. Thì chắc là cũng khoảng một thời gian nữa mình sẽ mượn được những account này cũng như để review tới anh em những trang bị có trên hai nhân vật Dark Lord top này. Còn bây giờ thì đi sọc quái một chút cho vui, cho mọi người có thể hình dung được cái chiêu thức. Bây giờ thì mình thấy là một bản thân là một người đam mê game ấy, thì mình thấy cái MU bây giờ anh em chơi này, chơi rồi cũng như là có rất là nhiều những server. Thực ra là bảo MU nậu thì cũng không phải. MU bây giờ anh em mở ra thì thực ra cái game MU này nếu mà đã anh em đam mê tìm hiểu một chút đấy thì tạo ra một cái server nó không khó đâu. Nó không khó một chút nào, nhưng quan trọng là mình quản lý và vận hành một cái server đấy, một cái MU đấy mà cho riêng mình ấy, nó có được tồn tại hoặc nó bền lâu hay không thôi. Chứ còn tạo ra một cái server thì nó cực đơn giản. Đó, anh em chỉ cần đầu tư một thời gian là một chút tiền là có được thôi, nhưng mà quan trọng là cách vận hành. Cho nên là ngày trước ấy, ngày trước khi mà MU Hà Nội bị FPT người ta mua bản quyền thì chúng ta sẽ thấy tất cả các tỉnh để đa số đều có người đứng lên làm những cái server như là MU Ninh Bình hoặc MU Hưng Yên hoặc MU Hà Nam, nhưng mà cái server nó không tồn tại, không có người chơi, không có cái giá trị nạp thẻ để có thể duy trì thì cũng sẽ sập thôi. Đó, vì thế anh em nên tìm một cái sân chơi nó bền một chút. Đặc biệt là như MU Hà Nội đây thì rất là bền, chúng ta đã trải qua 17 năm rồi, từ năm 2003 đến giờ rồi. Đó. Đây là map quái thuộc tính anh em nhé, anh em cũng tham khảo này. Map quái thuộc tính này thì không thể một phát chết luôn được đâu anh em ạ. Đó. Chúng là đây là một nhân vật rất là tuyệt vời cho anh em chơi DK với chi phí đầu tư, với chi phí đầu tư chi phí đầu tư tổng của cái trang bị cũng như là account này lên tới mức khoảng 150 triệu, khoảng 850 triệu hơn. Khoảng đấy. Cái này thì nó cũng còn tỷ lệ với cái những cái giá trị mà ở trong cái ngân hàng của account này đang có trên quản lý account nữa cơ. Tụ như còn bạc hoặc là cắt xốp thì cái đấy thì mình sẽ không tính. Mình sẽ không tính những cái đấy. Mình xem nào. Và đây vẫn là nhiều quái này, và đây thì như anh em cũng đã biết thì nó là cái map mà để anh em luyện level. Bây giờ họ ra cái gọi là cái dạng như cái gì mình mô tả như gì trong những game khác thì họ gọi là những cái sự kiện này, kiểu kiểu như thế. Một ngày sẽ có 30 phút vào cái đấu trường Stadium riêng này, và như anh em thể thấy những cái dòng quái vớ vẩn này chỉ không chịu một phát quay kiếm và sâu sâu một chút. Rất là nhiều quái. Phượng hồng, phượng vàng ở trên này hết. Anh em chơi đam mê MU nói chung khi mà nhìn lại những cái con quái phượng này mới liên tưởng tới cái map Icarus mà ngày trước chúng ta phải lên trên đấy đánh những cái con phượng này để làm nhiệm vụ.
Đây mình sẽ review lại một chút cái nắp Icarus, nó hồi niệm lại cho anh em. Đây. Ngày xưa nhá, ngày xưa Icarus này anh em phải có cánh mới lên được. Còn nếu mà anh em đi chân đất không lên được như bây giờ như vẫn đi được, lên được. À bây giờ hiện tại là này, bỏ cánh nó không bỏ được này. Đó. Đây là map trời đây anh em ạ. Sấm chớp đùng đùng. Hiện tại thì map này chỉ có anh em cày tiền thôi, mấy anh em cày tiền đứng thôi, còn điểm kinh nghiệm thì cũng không có nhiều. Không như ngày xưa chúng ta phải đi tìm quái để trên để reset. Bây giờ thì quái tập trung hơn rồi. Trương vô kỵ ở trong thế giới võ lâm thì làm rất nhiều chị em dụng chứng, còn trương vô kỵ ở trong mộ thì rất nhiều quái phải quỳ xuống đây. Rất là nhiều cái map như này thì anh em sẽ không tìm thấy người đâu, ít lắm, ít thấy có người đứng ở những map này lắm. Bây giờ anh em tập trung vào những cái map khác này, map cao hơn, tại vì chỉ số khỏe bây giờ mọi người rất là khỏe đây. Ok, chúng ta cùng quay về cái map Davias 3 để có thể ngắm nhìn lại vẻ đẹp của nhân vật Trương Vô Kỵ, một nhân vật, một account của chủ account tên là Tùng Lâm, và em đến từ Yên Bái, có một niềm đam mê hãnh diện rất là mạnh liệt với MU. Đó, anh em có thể thấy hiệu ứng của DK mặc thánh thần full, cũng như là đang cầm thiên vinh quang gần full và một chiếc thiên phong kiếm cực đẹp. Hiệu ứng cánh rồi đồ đạc khi mà lên cộng 15 trang bị sẽ có những cái gai góc và những cái vòng quần sáng ở đây, rất là đẹp, rất tuyệt vời. Cũng chia sẻ với anh em thì nếu mà anh em đã bỏ game lâu thì quay lại thì chưa biết chơi cái hệ phái nào thì có thể lựa chọn DK nếu mà anh em thích sự châu chỉ, còn anh em thích PK mà đam to ấy, thì anh em có thể chọn backlog hoặc là sung. Còn anh em thích làm búp búp như kiểu Nami võ lâm thì anh em có thể mua những nhân vật như này ép đó. Chọn bộ account này với tổng trị giá xác và đồ lên tới 150 triệu, đây là một trong những cái mức giá trị đầu tư của một game thủ rất là đam mê với MU Hà Nội. Và chúc Tùng Lâm cũng như là nhân vật của mình sau này còn sẽ phát triển hơn nữa về chỉ số sức mạnh và những trang bị được trang bị trên cái nhân vật của em sẽ được nâng cấp lên theo thời gian. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau. Nếu mà anh em thấy video này hay và gợi lại cho mình những hoài niệm về MU Hà Nội thì hãy ấn cho mình xin một đăng ký cũng như một like để mình sẽ phát triển kênh lên một tầm cao mới, sẽ có nhiều những cái video hơn để giới thiệu tới anh em, sẽ có nhiều nhân vật hơn để giới thiệu tới anh em đam mê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh em nhé.